Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh mạnh dồn sâu xuống phía Nam gây rét đến tận Quảng Ngãi, còn vùng núi cao Bắc Bộ đã có sương muối và băng giá. Đêm qua và sáng nay ở Mẫu Sơn Trùng Khánh Sapa, nhiệt độ đã xuống dưới 4 độ. Ở đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ còn xuống dưới 0 độ. Băng giá sương muối đã xuất hiện tại khu vực này và đây là lần thứ hai ở đây hiện tượng này xảy ra tính từ đầu mùa đông cho đến nay. Dự báo vùng núi khả năng cao băng giá và sương muối sẽ tiếp tục xảy ra vào đêm nay và sáng mai. Do là nhiệt độ đêm chỉ vào khoảng là 1 đến 5 độ, khu vực đỉnh núi cao như là Phan Xipang thì nhiệt độ thậm chí là còn dưới 0 độ. Với đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này là gió mạnh và khô nên chỉ đêm nay và sáng sớm trời rét, còn từ nay đến chiều trời sẽ có nắng và cảm giác đỡ rét hơn. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng như Hải Phòng, Lạng Sơn sẽ trong khoảng là từ 16 đến 19 độ. Độ ẩm rất thấp, chỉ từ 27 cho đến 39%. Trái lại ở Đông Hà đến Quảng Ngãi lại là rét ẩm. Nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 18 cho đến 20 độ và độ ẩm thì đều trên 80%. Với Tây Nguyên và Nam Bộ đang đầu mùa khô, dự báo trưa chiều nay trời nắng, cũng chịu ảnh hưởng khuếch tán của khối khí lạnh, các khu vực như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột cũng khá lạnh với mức nhiệt vào khoảng là 23 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là Cà Mau, mức nhiệt dễ chịu trong khoảng là từ 29 cho đến 31 độ. Trên biển, khắp các vùng biển ven bờ từ Vịnh Bắc Bộ xuống tới Cà Mau Kiên Giang, ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có cảnh báo gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Đây là cấp gió tương đương với gió áp thấp nhiệt đới và bão gây biển động mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong chiều và tối nay.